Trong bài Tình Mẹ được gửi đến bởi nghệ sĩ Hồng Nga, người đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí và Hà Hương lúc này đây. Hoàng Trí và Hà Hương cảm thấy thứ nhất là vui, nhiều cảm xúc, mà cũng cảm thấy là chắc là bà con ở ngoài cũng ganh tị lắm. Tại vì trời ơi, được ngồi cạnh một người nghệ sĩ mà gần như là gạo cội của làng cải lương Việt Nam ngày hôm nay, rất là quý khi mà cô đã nhận lời tham gia và đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, Hồng Nga xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đang nghe đài. Một lời nói trân trọng nhất của Hồng Nga, lúc nào cũng nhớ khán giả. Hát cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, ăn cũng nhớ nữa. Dạ. Nhớ dữ lắm, không gặp khán giả là muốn khóc luôn vậy đó. Dạ. Cho nên là đó là tất cả những chân tình của Hồng Nga. Hồng Nga cũng cứ nguyện với tổ rằng cho con hát ra tới ngày nào con tắt hơi, để cho con được thỏa mãn cái cuộc đời của con suốt mấy chục năm đi hát. Và Hồng Nga cũng mong rằng quý vị cũng ủng hộ cho Hồng Nga cho tới ngày nào Hồng Nga nhắm mắt, chứ đừng có nửa chừng bỏ nghe. Trời ơi, đúng luôn á, đúng cái nét diễn của ngày xưa. Không bỏ. Dạ. Đó là những lời chào đầu tiên và đặc biệt là rất là giàu xúc cảm. Hoàng Trí ngồi bên cạnh mà thấy mắt của nghệ sĩ Hồng Nga là long lanh luôn, để mà còn có thể gặp gỡ và nói chuyện với mọi người. Nên mong rằng là bà con mình chúng ta hay gọi điện thoại về thật nhiều. Đúng là chưa bao giờ Hoàng Trí thấy rằng là trên fanpage mọi người lại bình luận rộn ràng đến như vậy. Quá nhiều những điều chia sẻ cùng với nghệ sĩ Hồng Nga. Dạ, nhưng mà Hoàng Trí xin phép được nhắc lại là số máy của chúng ta mới thật sự là một kênh tương tác hiệu lực nhất. Bởi vì là bà con mình gọi về thì sẽ được nói chuyện trực tiếp với lại nghệ sĩ Hồng Nga. Còn khi mà bà con bình luận ở đây thì nghệ sĩ Hồng Nga chỉ có thể đọc được thôi ạ. Và số máy một lần nữa xin phép được nhắc lại 028 38 30 90 90. Dạ vâng ạ, với những tín hiệu quý bà con gọi về để đăng ký giao lưu cùng với chương trình thì thấy rõ là từ sáng đến giờ khi Hà Hương và Hoàng Trí giới thiệu là có cô Hồng Nga đến với phòng thu của Mekong FM thì mọi người cũng đã trông đợi háo hức lắm rồi. Còn riêng cảm xúc của cô lúc này khi mà có mặt tại phòng thu của Mekong FM thì như thế nào thưa cô ạ? Dạ thì cái trước nhất là để mình được giao lưu với lại khán giả, để biết khán giả thương mình tới chừng nào, tới đâu. Nhiều khi thương có 9 phần rưỡi, mình đâu chịu, phải 10 phần. Thành tử đối với Hồng Nga, khán giả là kể như là ân nhân. Mà bởi vậy cho nên đối với tôi đó là tôi không gặp khán giả là tôi buồn lắm. Yeah. Buồn lắm. Tôi lúc nào tôi cũng muốn hát, dở cũng hát mà hay cũng hát, vui cũng hát, buồn cũng hát, để mình sống với cái nghề của mình. Yeah. Tôi thì mới có đi theo nghề này có 60 năm thôi. Trời ơi, 60 năm. Nhưng mà bây giờ xin cho con đi thêm 20 năm nữa, để cái ngày con lìa bỏ cõi đời đó con được thỏa mãn. Yeah. Xuống dưới hát nữa chứ không phải thôi đâu. Xuống dưới xin Diêm Vương cho con đi hát nữa. Thôi vậy đó. Dễ thương quá trời, tình cảm. Mà hồi nãy bà con biết không, nghệ sĩ Hồng Nga nói với Hoàng Trí là thực ra con đừng hỏi gì nhiều quá nha, cô ngại trả lời và sợ trả lời lắm, nhưng mà cứ yêu cầu hát là bao nhiêu cũng hát được. Trời ơi, để thấy rằng là cái tình của người nghệ sĩ, và đặc biệt là nãy giờ nhé, cho dù có chia sẻ điều gì đi chăng nữa thì nghệ sĩ Hồng Nga vẫn mong muốn là gì, vẫn cống hiến cho nghệ thuật, vẫn mang lời ca tiếng hát đến cuối đời dành cho tất cả những ai yêu mến nghệ sĩ Hồng Nga. Ừ, dạ, vì thế quý bà con hãy thể hiện tình cảm của mình dành cho cô Hồng Nga bằng cách gọi về kết nối cùng với chương trình thông qua tổng đài của chúng tôi là 028 38 30 90 90 quý bà con nha. Và thưa cô Hồng Nga, Hà Hương cũng xin phép được thưa chuyện cùng với cô. Lúc nãy thì chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe bài tân cổ Tình Mẹ, và thật sự là khi lắng nghe ca khúc đó thì những người thực hiện chương trình cảm thấy cảm được cái tình, cái cảm xúc mà cô thể hiện ở trong đó. Thì không biết là cô đã gửi gắm những cảm xúc của mình thông qua bài tân cổ vừa rồi như thế nào ạ? Cái bài đó là thuộc về lối ruột rồi, ruột của tôi rồi. Yeah. Bởi vì cái lúc nào tôi đi đâu tôi ca qua bên nước Mỹ, tôi cũng ca cái bài Tình Mẹ để tôi nhắc nhở những em nó còn trẻ ở bên Mỹ, nó phải hiểu sâu xa về tình mẹ. Yeah. Mẹ ở mẹ Việt Nam khác hơn mẹ ở Mỹ. Yeah. Thành ra là nhiều khi mấy bà nói thích Hồng Nga ở cái chỗ đó. Yeah. Yeah. Tức là lúc nào tôi cũng nhắc các em các cháu nên nhớ về nguồn cội. Yeah. Mình là người Việt Nam. Yeah.
Nhưng mà ở đó nó còn có một cái câu chuyện khác nữa, là bởi vì Hoàng Trí vẫn thấy đâu đó hình ảnh của bà mẹ ở trong cái bài hát này nè, nó rất là liên quan đến nghệ sĩ Hồng Nga. Cũng có con ở nơi xa, rồi đôi khi cũng không muốn gần gũi được, rồi nhiều khi thân mẹ thì qua thăm con ở nơi xa đó, rồi cũng không có ngôn ngữ để mà giao tiếp. Đây, một bài báo mà cô đã từng chia sẻ là lúc ở Mỹ thật ra là đâu có biết tiếng U, tiếng Anh gì đâu. Bây giờ cũng không biết luôn. Toàn là giao tiếp bằng tay chân không à. Dạ, đấy, cho nên là mình có thấy là thật sự đây là một cái bi kịch không cô, khi mà những người làm cha làm mẹ mà có con cái ở xa quá, rồi nhiều khi đi thăm đã cực rồi mà sống ở bên đó nó cũng không quen như quê cha đất tổ của mình. Bởi vì những người mà có con ở bên Mỹ, sanh con bên Mỹ, lớn lên thì cái tình cảm đó nó không có như người Việt Nam. Dạ. Nó thương đó, nhưng mà nó không phải như người Việt Nam, nó bận rộn dữ lắm. Dạ. Nó không có thời gian nữa. Hai mẹ rồi vậy thôi đó. Nó đi rồi xong đó. Dạ. Thành ra là tôi qua bên tôi ở mà tôi nói thôi, chắc tôi về đi, không nổi đâu. Gì đâu mà buồn hiu à. Dạ. Thấy nó buồn dữ lắm. Thành ra tôi ở đây mình bước ra gặp ai có khi mình gây lộn nữa. Tôi vui phải không? Gây lộn mà vui chứ bộ. Dạ. Rồi còn hơn là cứ ngồi hoài, nằm gác tay trán hoài, ủa suy nghĩ gì không biết nữa. Mà cứ nằm hoài đó hoài. Tôi nói thôi để cho tôi về đi. Thôi kệ đó. Có mắm mắm, có muối muối mà đều cũng đánh đổi ăn thịt nhiều hơn. Dễ thương gì đâu. Bởi vậy, dạ, và trong không chỉ là chương trình đâu nha, mà bà con mình rất là thích bài này luôn. Có một vị thính giả có này nói bỏ là em rất thích câu hát mà cô Hồng Nga hát. Con chim xe xẻ, nó đẻ trên cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình, người ơi. Đó, câu hát rất hay và thật ý nghĩa. Mà đúng như cô, nãy cô hát cái câu đó là coi như dứt ruột, dứt rang luôn á cô. Dạ. Cái đó là mình nhắc nhở cho mấy em nó nhớ. Dạ. Chứ nhiều khi qua bệnh nó đâu có biết, nó biết mẹ nó đẻ nó ra thôi chứ còn rồi nói tiếng Mỹ khi về nó với má nó không nói chuyện được nữa. Dạ. Đó, thành ra là cái bài này nó cũng nhắc nhở cho mấy em, nó biết tiếng Việt thì nó sẽ nghe nó hiểu. Dạ. Rồi bây giờ đây thì chúng ta là ghi nhận những tín hiệu kết nối rồi. Hoàng Trí và Hà Hương hứa với bà con của mình luôn là ngày hôm nay sẽ cố gắng triệt để luôn, dành thời gian để bà con mình chúng ta gọi điện để mà giao lưu kết nối. Chính vì thế mà bà con nào đã đăng ký rồi, chúng ta hãy nhớ để ý cái điện thoại của mình, để khi mà chương trình gọi lại cái là mình sẽ tranh thủ thời gian, mình đừng có bỏ lỡ cơ hội này bà con nhé. Dạ vâng ạ. Và bây giờ đây một tín hiệu kết nối đầu tiên cũng đã bắt đầu rồi. Hà Hương, Hoàng Trí và nghệ sĩ Hồng Nga xin được gửi lời chào đến chú Quẩn ở Kiên Giang ạ. Xin chào hai em chơi, chào cô Hồng Nga. Dạ. Hồng Nga xin chào em bao nhiêu tuổi vậy? Bạn tôi kêu. Năm nay 56 tuổi rồi. 56. 56 là kêu em được rồi. Dạ. Tôi mới còn trẻ lắm. Trẻ hơn như đó nữa. Mới 74 nè. Ha, giờ kêu tôi bằng chị được rồi ha. Dạ. Chị đi. Dạ. Chị cho nó vui. Rồi, không biết là chú Quẩn ngày hôm nay có câu hỏi gì đặt ra cho nghệ sĩ Hồng Nga không ạ? À? Cô Hồng Nga ơi. À, chị Hồng Nga ơi. Và cái cô và chị mà có mà có ai theo nghề, có con rồi theo nghề của chị không vậy? Tại giọng ca chị quá trời hay, mà quá trời chị quá trời giỏi hay quá mà có con theo nghề của để đối với cái nghề của chị không vậy? Có ai theo nghề? Dạ, chị Nga xin trả lời với em là chị có tất cả 5 đứa con. Mà chỉ có con nhỏ gái lớn á, thì hồi đầu á, nó theo nó hát mà bị gì nó, cái nghề này nó không có hiểu sâu xa cho nên nó không đi được. Chứ còn tôi hồi đó đó, tôi nhỏ đó, tôi mập tới 67 kg, thành nó bự luôn mà lùn nữa. Đi hát cái người ta cười dữ lắm, bước ra khán giả đó nè, là Bạch Tuyết là tôi rồi Phượng Liên này chào khán giả. Tới tôi ra cái tôi nói giờ thấy ghê, mập không thể tưởng được, khóc quá trời quá đất luôn. Nhưng mà rồi tôi có bạn có còn nghe không? Còn nghe phải không? Tôi mới nói trời ơi sao mà ông Út Trọ ông thầy sư phụ tôi à, ông nói mày ấy đi, tao chỉ cho mày một cách mày hát ngon lành luôn, mày đừng có đòi bỏ nghề, mày cứ việc mà theo tao. Cái tôi nói dạ. Thì ổng mới nói bây giờ mày làm mẹ tao đi. Ủa? Là sao cậu? Hơi hoang mang. Là sao cậu? Tôi kêu bằng cậu mà. Nói, thì bây giờ mày đóng giày mụ đi, bởi vì mày mụ đó
mày mập vậy đó, người ta nói mày tốt tướng, chứ không ai cười mày hết á. Còn mày làm đào nó chở gì mập quá. Đúng rồi, nghe ông này nói có lý nha. Cái ổng cho tôi hát vai mẹ, cái mẹ gì đó mà tôi không biết, thành cái trong cái tuồng Thành Các Tân Hãn á, tôi làm mẹ. Mà ông này đó không phải là ổng ổng xấu, mà cái tật ổng vậy đó. Tức cái đứa nào là chửi liền. Mà ổng hay chửi thề lắm. Cái tôi mới vừa ra tôi hát gì đó, với một người đáng tuổi làm con, ông chửi tôi liền. Cái tôi nói hổn đi nghe, bị tôi má bắn hổn nghe, trời ơi, trốn không dám gặp ổng. Ông thường thường ông không có xài cái chiếc chì con. Ông chỉ xài cái cây đũa mà chuốt mỗi ngày, cô phải chuốt cho ổng một bịch vậy đó, đang để cho ổng xài. Ông chỉ chấm vô đây, chấm lại nè, một cặp chân mày ông vẽ 2 tiếng đồng hồ. Nó có nhiêu đó. Người ta thí dụ tôi vẽ thì không có, tôi nói ủa sao cậu kỳ vậy, cậu sao chởi ngược người ta, ai người ta cũng vẽ, cậu chấm không là sao, mày biết cái gì. Thế là tôi nín luôn, tôi đâu dám nói, tôi sợ ông lắm. Mà ổng là gặp cái dưỡng phan ở đấy đó. Mà ổng dạy dữ lắm, ổng dạy đứng đó nghe mà hát á. Mà con biết không, thường thường mấy người đó là bây giờ không hiểu, mấy người chắc biết hết rồi. Chứ hồi đó ra đứng đâu có biết. Cái đèn đứng người ta che mình hết, người ta ghét mình, nó ta đứng trước mặt mình gì, ta xéo hoàng cái làm che mình, che không thấy mặt. Trong vô ông chữ mày ngu quá. Mày dòm cái đèn mày đứng, hãy người ta che mày, mày bước ra. Sao mày cứ dòm như dưới đất không vậy? Trời, thì công nhận cái ông đó khó thiệt. Nhưng mà tới bây giờ tôi thành đạt được cũng nhờ cậu Mười. Đó, tôi kêu ông là cậu Mười. Mà tôi đi ở trời, Thống Nhất cũng được đâu 4-5 năm lận à. Gần 2 cái hợp đồng á. Rồi, dễ thương. Tiếc ha. Nói chung là mọi người thì tiếc là ở đây là gì ạ? Nghệ sĩ Hồng Nga rất là gạo cội, và đặc biệt là được đàn anh đàn chị ở trong nghề hướng dẫn rất là nhiều. Nhưng mà ở trong gia đình hiện tại con cái thì không có theo, không có theo mình. Nhưng mà thôi không sao. Bởi vì không phải nó, con nhỏ gây lớn nó ca nó thì cũng hay. Mà nếu vì nó để nó mập quá, mà nó không có nó không có một cái, nó không quyết chí. Nên nó quyết chí nó cũng theo được. Thì ta uống thuốc ốm hay gì này cho nó, hay là ta dùng cho ông đó. Thôi con thấy không được rồi, con không ăn nữa. Không ăn thôi. Không, thực ra cái đó phải là một cái nghiệp nữa đó cô. Đúng rồi, tức là tổ phải lựa chọn cái duyên với nghề. Chắc là không đủ duyên với nghề rồi. Trời ơi, cô nói con nghe nha, giới thiệu nghệ sĩ ra hết. Tới chừng tôi ra một cái khán giả nó thấy ghê. Nói lớn lên vậy đó chứ không phải mà. Khán giả là người bọc trực. Thương ai nói tôi thương mà ghét nói ghét. Thành ra là mình ra đó, trời ơi, hồi đó Phượng Liên nó đẹp không thể tưởng được. Rồi cái tiếng đẹp, trời ơi, cái tới tôi bước ra thấy ghê. Dù khóc quá trời đất luôn, thôi con không hát nữa đâu, con gì hả, con hát nữa. Ổng mới khuyên, ổng nói mày để từ từ, tao từ từ rồi tao kiếm cái chỗ cho mày, rồi người ta sẽ thương mày. Rồi mới đóng dây mụ đó tới giờ. Nói chung là đó là câu chuyện của những ngày đầu làm nghề, và đặc biệt là lý do vì sao mà nghệ sĩ Hồng Nga nổi tiếng là có duyên đóng vai mẹ ở trên sân khấu của 4 đời. Đúng là 4 đời thế hệ nghệ sĩ. Dạ rồi, chú Quẩn ơi, mình còn câu hỏi hay yêu cầu gì nữa không ạ? Chị ông hai mà cái này chị có hoạt động ở đâu hay là hát ở đâu không? Tức là nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ Hồng Nga bây giờ thì có thường đi biểu diễn nhiều nữa không ạ? Thì tôi cũng bây giờ thì nói chung cái ngành sân khấu cải lương hình như là nó bị tê liệt. Cho nên là cũng ít có hát. Nhưng mà tôi đám ma, đám cưới, đám hỏi, đám gì ai mời hát à? Ghi hình nữa. Miễn hát mạnh cho nó ra hơi đó. Có khi ở nhà mình tôi múa mai tôi hát mình tôi về. Dễ thương quá. Cô nói mà không hát là cô buồn. Đúng rồi. Vậy đó. Nhưng mà có nghề người nghệ sĩ mà không hát đó, cái cổ họng nó sẽ bị tù vọng lại. Nó thêm tâm đới nó sẽ teo lại. Nghệ sĩ Hồng Nga nói vậy rồi thì chú Quẩn không biết yêu cầu liền ngay lập tức một cái điều gì nữa chú à? Chú Quẩn ơi. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ vẫn còn được tiếp tục, nhưng mà để đảm bảo tín hiệu kết nối thì Hà Hương nhờ chú Quẩn sẽ mình tạm tắt chiếc radio của mình đi chú Quẩn nha. Tụi con được thưa chuyện cùng với chú trực tiếp qua điện thoại thôi. Chú ơi, bây giờ đây thì chú có sẽ có một yêu cầu ạ. Chú có yêu cầu gì dành cho nghệ sĩ? Chị Hồng Nga ơi, bây giờ những cái chương trình mà sân khấu mà cải lương của mà Việt Nam mình bây giờ là ngày xưa á, em thì coi như là những cái phim cái chuyện mà cá lương xã hội thì người ta, tại vì cái nghệ sĩ ngày xưa thì đa số về hát thì kiếm hiệp là lúc đó kiếm hiệp thì quá hay và quá nổi tiếng luôn, như là chị Lê Thủy, Minh Dương, rồi
chị thì cái nọ đồ, có những cái đóng doanh nghiệp bây giờ mà tại sao mình không có thành lập những cái đoàn cải lương mà kiếm hiệp màu sắc đó, cho nó hoành tráng lên để mình vực dậy cái nền sân khấu của Việt Nam mình, chị không nghe? Dạ, chú nói cho tôi hiểu liền. Là dạ, tại vì nếu tại sao mình không tập hợp với tất cả, thí dụ như hạn giờ gánh hát mà có mà giờ không còn, còn ai xài nấy, Minh Dương, Lệ Thủy, dạ, Hồng dạ, Nga, Ngọc Giàu hay gì đó, tất dạ, cả đều dạ, tụ lại thì vẫn đông như thường, dạ, vẫn dạ, đông như thường, cũng không có chết. Dạ. Nhưng mà có một cái là mỗi người họ, cái lương mà mình hát như vậy nó ít tiền lắm, dạ, họ làm không nổi, dạ, nói chung vậy đó. Dạ. Hồi xưa thì có ông Bầu, ví dụ dạ, vậy đó, giờ anh em nào tổ chức thì họ cái đâu đúng có rồi, đủ lực để mà dạ, họ hái chăng nhỉ. Nhưng mà cái đường kiếm hiệp ngày xưa đó là nó hay đó, bây giờ nó như đánh vỏ hay là mình những cái màu sắc lên cái hình ảnh nó thấy nó đẹp đẽ hơn, mà màu mè nó đẹp đẽ hơn, thành ra tôi học cái tôi tuổi trẻ bây giờ nhiều hơn. Dạ. Và ngày xưa là nó hay là cái gió mà cái đàn cũng vậy. Ngày xưa là tôi thích đàn mấy cái đàn như cái đàn chú Văn Vĩ, là cái đàn guitar có ba cái đàn thôi. Mà ba cái đàn nó đời mình rất là trong trẻo, rồi nó rất là nó hay, mà nó cái điệu nhạc nó cũng hay, mà đàn nó rất là nó hay, mà đưa lòng người tới bây giờ mà vẫn nghe, vẫn có những cái tù nó rất là hay. Không có nghe tới là dùng hấp nó rất lại hàng ngàn là có thể có triệu lần, nhưng mà khán giả nghe là rất là thích, nhưng mà hay những cái từ tiếng đàn là giọng ra chắc khi chắc, mà giọng ra rất là trong trẻo. Mà bây giờ mình không có đào tạo cái thể là có những cái nghệ sĩ đó để mình dựng dậy cái nền cải lương mình cho nó nổi tiếng. Chú Vẫn ơi, đào không nổi. Đào không nổi, dạ. Đào không nổi là tại vì sao? Tại vì cái sân khấu không có để các em, bởi vì cái nghề này đó, nó giống như mình nói về nghề thợ bạc đi. Dạ. Bất cứ một cái nghề gì, thí dụ mấy con nói vậy nên là nó cũng nói riết rồi nó quen. Dạ. Đúng không? Chừng lần đầu tiên con lên là có chừng con nói không nổi nữa, không được nữa, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì cái nghề nào cũng vậy đó. Mà rồi bây giờ đâu có mà để cho mà đúng mà rồi để cọ sát như vậy được. Dạ. Nó thành thử ra là nó phải chịu thôi. Còn riêng thí dụ như có những người nghệ sĩ gạo cội như tụi tôi vậy nè, thì nó hát tâu rồi, thành ra có khi ra hát liền, nhập vai liền. Dạ. Còn mấy em nó phải chuẩn bị tinh thần để nó dạ, nhập vai được chứ. Dạ. Còn có nhiều khi nó không nhập dạ, được, nó ra nó không, nó không dạ, thật, thành ra không có hài lòng khán giả nhiều hơn. Dạ. Ca thì hay đó, nhưng mà nói lên một cái, như cái bài của Tình Mẹ của cô đó, cô hát đó, là cô nhấn từng đoạn một. Yeah. Từng câu một, cô nghe không? Từng yeah, câu, từng câu một, chứ không phải mà hát. Hát luyến. Tôi đã gặp một bà mẹ trẻ rú con bằng điệu, không phải yeah, vậy. Mà tôi đã gặp một bà mẹ trẻ rú con bằng điệu nhạc loãng cuồng ở miền đất xa xôi. Tức nghĩa là nó vậy đó, nó người ta mới thấm vô trong người ta được. Yeah. Còn cái như ca thì bây giờ mấy em nó ca hay lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà phớt qua thôi, không ai nhớ. Yeah. Yeah. Thật ra là cái câu chuyện của chú Quẩn đề cập là một câu chuyện rất là dài. Và ở đây mình chỉ thấy được một điều như này. Để tạo nên một cái sân khấu cải lương á, mà trong thời điểm hiện tại lúc này đây nó rất là khó khăn khi cạnh tranh với nhiều loại hình khác nhau, là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà để quy tụ được nhiều những cái tên mà nãy giờ chú liệt kê á, nó khó lắm. Đúng mọi rồi, người bây giờ có một đời sống riêng, một định hướng riêng. Rồi nhiều khi người ta có cái định hướng rằng là người ta đi đây đi đó, biểu diễn này kia, để gộp lại để tất cả mọi người cho một cái vở tuồng để biểu diễn hàng đêm là vô cùng khó. Ngày xưa là tại vì tên tuổi có nổi bật, nhưng mà không phải là như bây giờ. Và bây giờ ai cũng có cái riêng hết rồi. Dạ. Dạ. Cho nên chúng ta cũng có nhiều cái yếu tố khác nhau, chúng ta phải xem xét đến nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà dạ, không có tạo những nghệ sĩ trẻ, bây giờ trẻ lên là đẹp, rồi trẻ lên rồi cái nhiệt tràn với ấy rồi mình cứ tạo mới, là thể mình có thể đưa ra những cái tình huống mới thôi, là dựng mới lên, có thể nó sẽ bật dậy lên để thôi mình sân khấu mình giờ. Tôi cũng mong mỏi là nghệ sĩ giờ phải giàu, khi xe hơi rồi ở nhà mới lạnh, nhà cao tầng rồi phát triển lên trở lại như ngày xa xưa, những mấy nghệ sĩ mới đỡ khổ hơn. Chứ nghệ sĩ giờ đông người mà hái những cái tuồng cổ như chích tuồng chuồng Trung Quốc rồi lịch sử Việt Nam mình dựng lên, mình dựng lên cái kiếm hiệp thì cũng hay. Dạ, dạ, thật ra rất là dạ, thật ra mọi người cũng đã ghi nhận được rất nhiều về cái ý nguyện này của chú Quẩn, cũng như là rất nhiều người, những ai yêu mến và đặt tình cảm cho cải lương vọng cổ. Và chúng ta cũng sẽ mong
sẽ mong một ngày nào đó có một đơn vị nào đó hoặc là một cái chính sách nào đó để mà hỗ trợ thật nhiều cho loại hình nghệ thuật sân khấu cải lương phát triển hơn. Dạ, còn bây giờ đây thì không biết là chú Quận có yêu cầu gì không ạ? Bởi vì là có rất nhiều quý vị khán thính giả đang chờ đợi những tín hiệu kết nối tiếp theo ạ. Có nói kết để thắc mắc cái vụ này để coi phát triển được cái nền mà cải lương mình mới trở lại ngày xưa không, mình tính nghệ sĩ giờ có thể là chuyển đổi hay là mình cái đầu tư vô. Bây giờ mình có những cái trường mà đào tạo tính duy đó, mình đào tạo lại căn bản lại cái đó lại mình đưa ra những cái nghệ sĩ trẻ mà vẫn hay hơn giọng ca cũng tương đối đó, nhưng mà cái tư đạo diễn với gia tuồng cổ thì hát thì những cái tuồng tích ngày xưa không à, tuồng Tàu, tuồng Mường Đông à, thành ra là không có nó thu hút cái khán giả thì nhiều, thành ra từ cái chỗ đó nghệ sĩ cũng là đời sống cũng khó khăn. Thành ra là muốn đại dụng nghệ sĩ giờ phải giàu có, mình đã tài năng mình phải hưởng đủ giàu có lên đi chơi hơi đồ chung sướng cho nghệ sĩ, cũng mong muốn gì, rất là mong muốn gì phát triển lên nghệ sĩ được chung sướng giàu có hơn, là rất mong muốn vậy, mà cũng mong các nghệ sĩ gạo cội đó thì là nghiên cứu lại để là phát triển lên. Dạ rồi, dạ chú Quẩn ơi, rất là cảm ơn những điều trăn trở chú Quẩn đã dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương cũng như là sự phát triển nhiều hơn của các thế hệ nghệ sĩ tiếp theo nữa. Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng đã ghi nhận được những tâm tư của chú rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn dành nhiều thời gian để kết nối cùng với nhiều vị thính giả nữa. Và một lần nữa xin được cảm ơn chú Quẩn rất là nhiều vì những điều chú đã chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay. Thôi thì bây giờ, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nghe nghệ sĩ cô Hồng Nga chia sẻ đôi điều rồi về tâm huyết của mình cũng như là về những kỷ niệm mình gắn bó với sân khấu cải lương. Mọi người cũng rất là mong mỏi, hay là bây giờ mình sẽ mời cô hát một câu nào đó để đáp lại tình cảm của mọi người đã trông đợi từ sáng đến giờ, được không anh Hoàng Trí? Dạ, thực ra là ở đây có một vị thính giả có tên Facebook là Thùy Nguyễn thì phải, hay là Thủy Nguyễn gì đó, thì chia sẻ rằng là cô Hồng Nga đóng toàn là vai dữ dằn không à, vai phản diện ác lắm, nên khi xem xong á là .. nhưng cô khóc á thì mọi người đều phải khóc hết. Bởi vì là rất là nhập vai hay lắm cô. Dạ, đấy, vị thính giả này chia sẻ như vậy. Bởi vậy cho nên Hoàng Trí nói rồi, cái điều hay của nghệ sĩ Hồng Nga đây á là cái diễn xuất á nó rất là chuyên nghiệp luôn. Bởi vậy cho nên á là Hoàng Trí có mang vào trong này nè một cái câu hỏi rằng là liệu cái kỹ năng diễn xuất này có được đào tạo hay không, hay có giống, tại vì thường là ví dụ như với những nghệ sĩ cải lương khác á thì điều đầu tiên là họ khai trước đã, xong rồi sau đó họ được chọn thì bắt đầu họ sẽ diễn theo bản năng là phần nhiều. Còn đằng này là thấy cô Hồng Nga là điêu luyện vô cùng, từ ánh mắt nè, từ cái liếc nè, từ cái nhếch môi nè, từ cái nhịp tay nè, cho đến cái rung chân nè, đó là mọi thứ gần như là rất là thuần thục luôn. Nhưng mà đây sẽ là câu hỏi để chúng ta khai thác sau. Còn bây giờ thì mọi người vẫn mong muốn thật nhiều nghe cô hát, mà chắc cô cũng sẽ sẵn sàng điều này chứ ạ. Chứ hát hát điều hãy có dở thì quý vị cũng nghe, mà hay thì quý vị cũng nghe. Dạ. Không, nghe bằng cái tình mà. Dạ, dạ. Bởi vì sáng sớm gì về thì chưa có ăn uống gì hết nên nó bị rè. Bây giờ Hồng Nga sẽ ca một câu trong cái bài gì? Không, giờ cứ ca đại ra. Sau mọi người sẽ nhớ ra ngay. Con chim sắt đã lao mình trong nắng sớm, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về thăm quê cũ. Rồi, 4 câu nữa. Cô không nhớ. Dạ. Còn để cái khác nữa. Dạ, dạ. Cái này trong cái tuần mà xuân đất khách. Không, dạ, có bài xuân đất khách. Dạ, đúng rồi. À, có ghi hình lại dạo gần đây đúng không cô? Dạ, thấy nức nở luôn mà. Dạ, thấy cô rất là nức nở. Dạ vâng ạ. Vừa rồi là chỉ một vài câu hát thôi để làm thỏa lòng mọi người, bởi vì cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ còn kéo dài nhiều hơn nữa. Và bây giờ là tín hiệu kết nối của cô Thảo đến từ Cần Thơ. Hoàng Trí, Hà Hương cùng với nghệ sĩ Hồng Nga xin được gửi lời chào đến cô Thảo ạ. Alo. Alo, cô chào con. Dạ, con chào cô. Con chào cô, giọng cô trẻ quá luôn á. Dạ. Tôi năm nay, tôi 55 rồi, con gái trai ơi, gái ơi. Dạ, cô 55 rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà thì thôi, bây giờ đây thì cô vẫn gặp là nghệ sĩ Hồng Nga, phải gọi là chị là đúng luôn. Dạ.
tại hồi sáng cô mới nghe thôi đó thầy, hằng nghệ sĩ Hồng Nga nói chuyện, thành ra cô điện liền nó nửa năm rồi cô nói chuyện tụi con, cô buồn quá rồi. Cô Thảo ơi, và ngay lúc này nghệ sĩ Hồng Nga cũng đang lắng nghe và cũng mong muốn có được một lời chào từ cô Thảo đây ạ. Rồi cô ra cô mà hồi giờ biết tính thôi bận. Dạ chị đi ạ, gọi là chị ạ. Tôi xin lỗi, tôi còn trẻ lắm. Mới bảy bốn à. Mới 74 à. Chắc cũng vài năm nữa thì theo ông theo bà rồi. Quý vị có nghe hát thì phải nghe nhiều nhiều đi. Dạ chưa đừng gì đi, tại con có người gì cũng bảy mấy tuổi á, thôi chưa gì. À, gì? Đâu được rồi. Dạ, cần gũi. Quá già. Dạ không ạ, cái gì này là cái gì của dì con biết á, tại tôi gọi lại dì con biết mà dì hát cũng hay lắm, mới nghe dì lên sóng thành ra điện liền lên tổng đài. Đúng rồi. Dạ vậy dạ. Thì bây giờ đây nè, không biết là cô Thảo có câu hỏi gì mình đặt liền cho nghệ sĩ Hồng Nga không ạ? Đúng rồi. À, cô thì ở quê mùa chất phát lắm, cô không có gành rẽ cái gì, lời nói như văn văn dài dài cũng hỏi thăm sức khỏe thôi. Chứ lúc nào cũng gì cũng dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng trẻ mãi, lúc nào nghe cái cũng cái giọng khác cho cái giả ca mộ thôi. Chứ cô mà gì cũng chào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hoặc là nghe bà nè, cũng thấm cho cô bác mến thương chị em đồ mến. Rồi chị xin được cảm ơn Thảo nha. Đã nghĩ tới cô như vậy, cô rất là cảm ơn. À, cô lâu nay cũng bệnh hoạn, thường bệnh hoạn mà vừa rồi năm rồi nó tệ quá. Tưởng là đi đai rồi chứ. Cái rồi sau gặp thầy gặp thuốc rồi cũng được, nay đỡ rồi. Chứ mà mấy bữa kia là ca không nổi đó con. Bữa nay ca được, nãy ca vậy là thấy được rồi đó. Được, được lắm á cô. Thấy được rồi đó. Thì cũng muốn đi vô đây rằng tôi nhấp thử rồi nó ra làm sao. Dễ thương. Nãy giờ Thảo có nghe tôi ca chưa? Đó, trời ơi, em nghe thích lắm luôn, nghe sợ gì làm mẹ bao la, đồ chỗ hay lắm. Đó, bởi vậy, cho nên mà hôm bữa thì ca không nổi, bệnh quá nè. Dạ. Cái làm như dạ, cái năm 73 tuổi đó là nó năm tử đó. Dạ. Mà sao vượt qua được. Dạ. Chị ơi, thôi bây giờ em cũng chúc cho chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, em cũng thích tin bằng chị em lắm, nhưng mà thấy nó gần gũi hơn mà có người gì tuổi với chị. Rồi. Không sao hết. Dạ quan trọng là cái tình cảm thôi. Tình cảm dạ, thôi. Tình cảm thôi. Dạ. Rồi, coi như là như vậy thì chị Thảo cũng đã thể hiện và cô Thảo cũng đã thể hiện được cái tình cảm, sự quý mến dành cho nghệ sĩ Hồng Nga rồi. Vậy thì chắc là bây giờ đây không biết là cô Thảo có còn điều gì không ạ? Nhắn gửi hay yêu cầu không, hay là chúng ta sẽ gửi lời chào đến nhau ạ? Thôi bây giờ chúc chị Hồng Nga lúc nào cũng mà vui vẻ. À, và ca giọng hát cho cô bác khán mộ, em cũng thích chị nữa. Thích hoài luôn, thích hoài luôn. Còn riêng chị Hồng Nga đó, trước khi chia tay với em đó là chị sẽ nói một lời với em cho em nghe nha. Dạ. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả xây ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn ta. Rồi tắt đường bài đó được chưa? Trời ơi, chuyến tàu hoàng hôn gì hết nè. Dạ, tặng luôn. Dễ thương quá à, chuyến tàu hoàng hôn. Và dạ, coi như là một cái điều gì đó nó khép lại ở đây, mà nó rất là giàu những cái cảm xúc, giàu những tình cảm. Như vậy. Dạ. Dạ vâng ạ, một lần nữa Hà Hương, Hoàng Trí và nghệ sĩ Hồng Nga xin được cảm ơn vì cuộc kết nối ngày hôm nay của cô Thảo ạ. Chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt đến cô Thảo và tiếp tục chờ đợi những cuộc kết nối tiếp theo. Trời ơi, hôm nay nghệ sĩ Hồng Nga làm Hoàng Trí bất ngờ quá, ban đầu cũng hơi lo lắng là không biết là nghệ sĩ Hồng Nga có hát được dành tặng cho bà con không. Trời, rồi nãy hát cổ xong rồi giờ quay qua bolero luôn. Trời chứ sao? Trời chưa, còn nhiều rất là nhiều lắm. Nhiều dạ, đấy giờ. Bởi vì có nhiều khi á, cô nói con nghe, tại vì mình đó là cái người cô đi theo nghề 60 năm rồi. Dạ. Cho nên là từ cái tân nhạc, cổ nhạc, cô đầu tiên là cô ca tân nhạc. Dạ. Bài học đầu tiên là cái bài Chuyến tàu hoàng hôn đó. Oh, dạ. Cô học bài đó rồi xong rồi cái cô mới đi vô đó, ông Út Trộn. Dạ. Ông nhận làm con nuôi. Sau đó là ông cho ca màn cũng yeah, bài đó cũng là bài đầu tiên bước lên sân khấu. Yeah. Rồi sau này bắt đầu là tới có khi là cô ca nhạc, có khi người ta kêu cô ca nhạc. Yeah. Thường thường mình ca đó một bài giọng cổ đó người ta nghe đủ rồi. Yeah.
Yeah. Không thể nào hai bài được hết. Yeah. Vậy thì bây giờ một bài giọng cổ rồi mình tăng cường thêm bài tân nhạc cho người ta nghe. Yeah. Vui hoặc là buồn gì đó. Yeah. Người ta cũng cảm thấy nó hơi lạ lạ. Yeah. Yeah. Chứ còn Quốc ngơi hai bài giọng cổ ta ngủ hết. Với lại khán giả cũng mệt, cũng đuối. Ta mệt theo, ta đuối theo. Yeah. Trời ơi, dễ thương quá, hôm nay không biết nói làm sao mà để cảm ơn cái tình cảm của cô ở đây nữa. Và bà con mình yêu mến cô quá trời luôn. Mọi người đang theo dõi rất là nhiều. Và trên fanpage, không biết là Hà Hương em có nhìn thấy được câu hỏi hay là chia sẻ gì không? Quá trời mọi người luôn nè. Dạ. Má Nga diễn một trích đoạn vai bà địa chủ đồi đất đi, con rất là thích. Dạ. Phần lớn đều là những câu hỏi nè, và cả những cái lời chúc, đây, những cái lời thể hiện đúng tình rồi, cảm với vai cô bà nữa. Hội đồng đi cô, một đoạn thôi, tức là ở đây người ta vẫn đang muốn nhớ lại cái hình ảnh mà Hoàng Trí phải dùng sao, thôi ác luôn đi thằng trai. Mày làm gì mà lằn xăng nó sao hoài vậy, nhà cửa mày không coi mà mày làm cái gì vậy mày, tính đi ra. Mày muốn đi không? Mày muốn nghỉ không? Một phút thôi mày bước ra khỏi nhà này liền. Mày nghe chưa? Mày nghe chưa? Quỷ không mà nuôi quỷ chứ ma không là khang tiếng bị tụi bay đó. Trời ơi là anh trời. Ừ giật mình luôn. Không biết là bà con nghe radio bên ngoài có cảm thấy giật mình không, chứ ở đây là bắt đầu trời nhìn thấy được cái hình ảnh ngày xưa thật sự luôn. Hoàng Trí nhớ quá. Vậy đó. Dạ cô ơi, ngày xưa con chỉ có thể nhìn thấy được những điều đó qua tivi thôi, từ trắng đen băng cassette nghe qua, xong sau đó được tivi màu một chút. Dạ. Mà hôm nay con không tin là con ngồi đây bên cô mà con nghe là những điều này. À có một điều đặc biệt mà con muốn hỏi đây nãy giờ á, sao con nhìn vào ánh mắt của cô con thấy lúc nào nó cũng ướt ướt hết đó cô, mà cô đã từng trả lời với báo chí một lần là mỗi lần cất lời ca tiếng hát lên là nước mắt lại trào. Điều gì vậy cô? Cô có lẽ là cô cuộc đời của cô, bởi vì không phải tự nhiên mà nó như thế. Yeah. Mà cuộc đời của cô khổ từ nhỏ lắm. Một cô cha. Yeah. Mẹ nó thì cô là người Bắc nè. Yeah. Ba cô cũng người Bắc, mẹ cô cũng người Bắc. Di cư vào Nam này rồi ông chết trước. Yeah. Bà hình như ông đi kháng chiến là ông vô ông chết. Yeah. Rồi còn có mẹ thì một mẹ một con mà mới bèo chống vô Sài Gòn này. Thì cô còn nhỏ mà cô mê hát lắm. Hãy ai lỡ đờn ca đám ma đám dỗ gì cũng đứng lên chạy xin cho con ca một bài, một câu thôi cũng được nữa. Yeah. Nhưng mà hồi đó phải nói rằng cô ca rất là hay. Đó sau đó thì từ đó đó mới nhận được cái ông thầy đờn mà ông đờn cho tiệm hớt tóc á, ông có cái tiệm tóc xong rồi ai hớt tóc xong rồi vậy rồi đánh thì đờn. Yeah. Mà tôi thì tôi đi gánh nước mướn. Hãy một ngày tôi phải gánh 4 đôi vậy mới đủ tiền đi chợ cho mẹ con tôi. Thành ra tôi gánh đủ 4 đôi rồi là vô chú đần đần con ca với đần con. Mà bởi vì cái gì người ta nói mình chọn trước đó. Yeah. Thì tất cũng như cái người mở hàng đó. Yeah. Thì cái cuộc đời mình nó cũng sẽ như vậy. Yeah. Cô lại chọn ngay cái bài Lan và Điệp. Oh. Nên cuộc đời cô khổ đó là cũng như vậy đó. Yeah. Người ta nói tại vì con chọn cái bài đó nó buồn quá. Yeah. Mà tại vì cái hơi mình nó buồn thì mình tính mình đâu có nghĩ cái đó. Yeah. Mà giọng cổ mà không buồn thì không phải là giọng cổ. Yeah. Nhạc thì muốn giật muốn gì được, chứ còn giọng cổ thì mới buồn được. Gửi nỗi niềm. Cho nên là từ đó giờ không phải tự nhiên mà cô làm được đâu con. Yeah. Cô cũng từ người ta hiếp mình bắt buộc phải giữ lên. Yeah. Tặng mình đòi lại cái quyền của mình chứ. Yeah. Thành ra là thành giữ. Yeah. Rồi riết cái nó quen. Yeah. Ra hát nó cũng vậy đó. Yeah. Đó còn khổ cũng vậy đó. Thí dụ như nhiều khi á, nó thiệt chứ con không có tiền á, mượn người ta đó, rồi người ta mắng, người ta chửi, người ta nói này cái nọ, mà chỉ nói cho tôi hẹn tới chiều thôi. Yeah. Họ mắng mà chửi mình, họ nói ăn giọng cho đã, rồi không có ra, không chịu trả này nọ chứ, rồi mình tự nhiên mình tủi thân mình khóc. Yeah. Thì những cái đó nó cũng làm thành sức mạnh. Yeah. Yeah. Là hành trang cho mình để mình nhớ những khi nào mà mình khổ đó thì mình phải biết rằng tại sao mình khổ, để mình đừng có xa lầy vô đó. Yeah. Có nhiều khi giờ như Con nó làm khổ cô, con nói thôi bỏ, muốn nhớ nữa. Yeah. Khỏi nhớ, mệt khỏi mệt. Vậy thôi chứ không có gì hết. Giờ thì cô, hiện tại bây giờ thì cô rất là sung sướng. Là vì sống tới ngày nay thì khán giả vẫn còn thương nhiều. Yeah. Và cái quan trọng là tổ nghiệp còn cho được cái hơi ca. Chưa có là có thể là mấy đại cô bệnh đó. Yeah. Cô không có được... Bệnh mà con biết tưởng chết không đó, năm rồi là tính chết không à. Yeah. Nằm một tháng trời ở bên Mỹ mà gác tay lên trán, tới cái bà mà bà cho mướn nhà, bà nói tôi lại bà, bây giờ bà đi giùm tôi đi. Yeah. Chứ bà ở đây bà chết thì khổ lắm nè. Oh.
tôi chỉ có để mua giùm bà, và xin bà con đây cho bà cái hòm thôi, buồn lắm. Bà về Việt Nam chết rồi, hả? Nó ma lớn lắm. Mình tự ái, đừng thế là ra mua vé về. Về mình nói là không qua nữa. Đồ đạc giờ cô còn bể, cô không cần qua. Thì con biết là cái cuộc đời của cô nó khổ từ nhỏ tới giờ là con 5 đứa con. Một thân một mình, một bà mẹ già mà nuôi con cho tới khôn lớn, đầy đủ hết, không thiếu. Giờ con cũng không có thiếu thứ gì hết. Thì như thế là cô cũng là tròn bổn phận làm mẹ. Quá đấy, nhiều những thăng trầm trong cuộc sống. Bởi vì đâu phải tự nhiên khóc được con. Không phải. Nó phải ở từ trong tim mình ra. Nó đau từ trong tim mình, mình mới giọt nước mắt ra được. Chứ đâu phải muốn khóc khóc, muốn cười cười. Wow, mọi người ở bên ngoài chắc là nghe những cái điều chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Nga ngày hôm nay sẽ cảm thấy còn yêu mến nhiều hơn người nghệ sĩ này nữa. Dạ. Nhưng mà thôi, cô sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Và con cũng ngồi đây, con cũng không có cầm lòng được. Dạ, nhưng mà thôi, đó là những cái rung cảm của người nghệ sĩ. Không, cái người nghệ sĩ là vậy đó. Ví dụ như là thương thì buồn thì khóc, mà vui thì cười. Và rành rẹt lắm chứ không phải mà giả bộ. Ví dụ không phải tôi giả bộ, tôi diễn tôi khất khóc, không phải. Tự mình nghe, mình nhắc lại những cái đó, mình nhớ lại cái kỷ niệm xưa thì mình tự mình chảy nước mắt. Chứ đó là tự nó phát từ trong lòng mình ra, chứ không mình không phải giả dối. Còn cười cũng vậy nữa, có người họ không có phải vậy, họ cười là cho cười rồi vậy đó. Tôi cười cái miệng nó đứng vậy thôi. Còn tôi không có cười ra cười mà khóc ra khóc. Mà tôi hay khóc lắm, tại vì cuộc đời tôi không có ngày vui, không có ngày vui ít lắm. Nghĩa là cái đi kêu các con lại để làm vui đó thôi. Chứ còn không có đứa nào nghĩ tới mình hết á. Vô phước vậy mình cũng không trách con. Bởi vì sao? Tôi sanh nó ra rồi tôi phải đi hát, tôi kiếm tiền tôi nuôi nó. Có khi là cả tôi đi, hồi xưa đâu phải như bây giờ, 6 tháng miền Trung. Đúng rồi. Tại vì mùa đi mưa thì phải ra ngoài đó. Rồi mới về 6 tháng vô Nam. Thì mùa Nam thì là hát thí dụ như miền Tây. Đi từ Vấp Thanh rồi này cái nọ rồi bắt đầu dài dài ra miền Tây. Cũng không có ở gần con được. Nên sự dạy dỗ đó đều để cho bà ngoại hết. Mà bà ngoại thì cưng chiều, cho nên là nó cũng không hiểu được cái hiếu đạo là gì. Nó không được nhập được cái hiếu đạo trong đầu nó. Thì thôi giờ cũng không trách. Cũng không trách. Bây giờ thì đứa nào cũng lớn, nhỏ nhất là 4 mấy tuổi rồi. Thấy không? Thì bây giờ cô thì giờ đứa nào tốt thì tôi tính tốt, không tốt thôi. Mình cứ sống cho mình thôi. Cho nên là khi mà con lỡ nhà cô, con thấy vui lắm. Tại vì con khúc à, chút xíu gì cỡ này nè. Vậy thôi đó, nhưng mà rất là ấm áp. Không có cái gì hết. Thích ăn thì lấy xe ra ngoài ăn. Còn muốn đi nấu ăn gì thì hoặc là gì nó kêu mấy đứa nó xóm, mày mua một tao nó về tao nấu tao ăn. Vậy thôi. Thấy nó cũng vui lắm gì. Rồi coi tivi rồi coi nó năm thấy thanh thản đầu óc. Lần đầu tiên Hà Hương và Hoàng Trí được nghe cô chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời của mình. Rõ ràng những thăng trầm khó khăn cũng đã chúng ta đã phải đối mặt và cô cũng đã vượt qua được rồi. Và cô ơi, hơn hết là tình cảm của khán giả dành cho cô. Hà Hương nghĩ đó là một cái món quà quý giá nhất mà chúng ta có được rồi, đúng không ạ? Con biết không, bây giờ cô sống á là nhờ khán giả. Nói thật. Nghĩa là cô nói cô một, có những khi cô ngồi như năm rồi đó. Cô buồn quá, cô nói sao thấy háo hát sướng vậy chị ta, kỳ buồn vậy. Tổ chức hát đêm coi sao, kệ nó lỗ lỗ. Người ta là làm là lỗ không. Trong khi đó tôi làm lời. Lãi số của cô. Lãi số của cô đó ngồi hát đăng đạo đó. Nếu có yêu tôi. Tôi để tôi ra tôi mở màn mặn bài nếu có yêu tôi đó. Thành ra là nhiều khi mấy người nói bà này bà thiệt á, bà quái dân dữ lắm, bà ra thử này nhảy rồi này cái nọ làm dữ mà già muốn chết luôn vậy đó. Nhảy rồi mà khoái lắm, khán giả khoái lắm. Thích đúng lắm. đúng rồi cái kỳ đó không hiểu sao nữa mà khán giả thích lắm. Cô còn nhớ vài câu không, nếu có yêu tôi không cô hát? Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải đi xa, tôi chẳng làm sao nói lời tạ ơn. Có vậy thôi à. Bà tôi khoái lắm, mấy người mà mấy bà đã khoái tôi ca nhảy rồi tôi chịu lắm. Dễ thương quá. Rồi thôi bây giờ đây thì chúng ta lại cùng quay trở lại với tín hiệu kết nối, vì thính giả này chờ đợi chúng ta rất lâu rồi đó. Dạ, Hoàng Trí, Hà Hương cùng với lại nghệ sĩ Hồng Nga xin được gửi lời chào đến chị Hương ạ. Cảm ơn.
Alo. Dạ rồi, chúng ta sẽ nhờ bộ phận thư ký và kỹ thuật một lần nữa kết nối cùng với chị Hương. Theo thông tin là Hương được biết thì đây là một vị thính giả gọi về từ Hậu Giang. Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cuộc kết nối này một lần nữa. Bây giờ đây, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đến với một vài chia sẻ từ những vị thính giả trên fanpage của chương trình. Tức là mọi người ở đây đang nói rằng là thôi cho lên để mà giao lưu với nghệ sĩ Hồng Nga đi. Dạ, thật ra là bây giờ dạ thư ký ở bên ngoài thì cố gắng là liên lạc, và mọi người ơi hãy gọi điện thoại về số máy đi ạ. Chứ còn bây giờ mọi người nhắn ở trên đây bảo là cho lên giao lưu không biết gọi như thế dạ, nào đúng thì không cũng ạ? Không biết là sẽ kết nối với mọi người như thế nào. Dạ rồi, lúc này đây ạ, thư ký ơi hỗ trợ cho chương trình, không biết là tín hiệu kết nối với chị Hương ở Hậu Giang thì lúc này đây mình đã kết nối lại được hay chưa, để rồi còn không thì mình cũng sẽ cùng đến với những tín hiệu kết nối tiếp theo luôn. Dạ ở, dạ nhiều quá dạ, dạ ở đây thì bây giờ mọi về. Người đây và vị thính giả có tên là Lam Minh Sự chia sẻ là hồi nhỏ đó xem cô đóng vai ác đó, sợ thiệt, ám ảnh tới giờ luôn. Dạ trời ơi, bởi vậy mà đó là thành công của người nghệ sĩ nha. Hoàng chỉ nhớ là vậy nè, có một cái câu đây khi mà nghệ sĩ Hồng Nga hóa thân làm mẹ của cô Nguyệt trong Tô Ánh Nguyệt, hay là bà Sáu nè, má cô The nè, rồi trong Nửa Đời Hương Phấn đó, thì đến với vai ác á thì là mọi người còn nói với một câu là tôi cho tiền bà nè, làm ơn bớt ác với cô Thu đi, vỡ duyên kiếp. Dạ đó. Thì hát cái live show á dạ. Đánh nó riết bằng công, nó nói thôi cô đừng đánh nữa, đánh quá rồi đánh hoài vậy. Dạ trời ơi, giống như là ông muốn nói, ông nói tôi nói trời con này mà đâu cũng đánh ông được. Ông đâu có biết. Trời ơi thôi nãy giờ tôi thấy cô đánh nhiều lắm rồi, thôi cô đừng đánh nữa, nhảy xuống luôn khán giả. Còn hát ở bên Á Lan Tà. Tôi cái cậu đó cậu lại cậu mua cho tôi hai một cái đĩa mà cậu nói chuyện kỳ lắm. Cậu nói nhiều cái à? Hỏi cậu mất dạ, cảm đi. Dạ, dạ, dạ. Thì mình bán mình dạ. Nói dạ có 20 rồi cậu. 20 hả? Thì 20 thôi nói 20 giờ. Nói tôi coi rồi lấy 5 đĩa. Dạ. Thế đưa tôi 200. Dạ. Nói trời đưa giữ vậy? Dạ. Mà muốn chỉ giữ vậy trời. Dạ. Muốn về cho anh ta hả? Tôi tưởng nó bỗng mua ông cho người này không? Không phải. Tặng cô. Dạ. Tặng cô. Tặng cô 200. Dạ. Xong rồi lát lên cái tôi hát cái gia dữ đó. Dạ. Tôi quánh con Thoại Mỹ mà từ trên lọt xuống dưới sàn đó. Tự nhiên ông cầm 200 rồi nói nè, thôi nè cầm 200 này đừng đánh nữa, đừng đánh nữa nha. Không đánh nữa. Có 200 này tao mới không đánh mày, cái không bữa nay mày nhát xương với tao xé mày ra đó. Trời ơi. Nó cười, khán giả cười quá trời ơi. Trời ơi vậy Thoại Mỹ đó. Công nhận bà thiệt á. Bà ác thiệt bà nha. Dạ. Nói, trời đất ơi. Tại vì tao sống với cuộc đời này, xã hội này đó, tao hiền thì tao hiền, còn dạ. Tao giữ tao phải giữ chứ. Tao giữ sao tao sống nổi, đúng không? Dạ, thật ra đó là cái duyên ở trên sân khấu đó. Đúng ra, rồi. Dạ. Chứ không phải ai muốn làm được cái điều đó đâu. Giờ cho Hà Hương mà gần giọng cái coi làm sao mà gần lại được bằng cô. Dạ, đó bởi vì mình mới thấy. Dạ vâng ạ. À. Rồi, bây giờ đây thì không biết là. Rồi, chúng ta cùng đến quay trở lại với tín hiệu kết nối của chị Hương ở Hậu Giang. Hoàng Trí, Hà Hương cùng với lại nghệ sĩ Hồng Nga xin được gửi lời chào đến chị Hương ạ. À. Alo. Dạ. Dạ alo. Dạ chị ơi nói lớn lên một chút nha chị nha. Dạ. Chị Hương xin chào Hồng Nga MC nha. Dạ tụi em chào chị. Dạ con chào cô ba Hồng Nga. À con cảm ơn con chào con. Dạ. Con kêu con mừng được lấy con tuổi mẹ con đó. Cô bằng tuổi mẹ con. Dạ. Rồi không biết là ngày hôm nay chị Hương có câu hỏi gì đặt ra không? Ký ức nào được lật mở ngày xưa? Rồi ngày xưa là, giờ hỏi thiệt là ngày xưa là ghét hay là thương? Hồi đó giờ chị thường coi thôi mà, cá lương với cô Hồng Nga, cá lương cô đóng vai mà hài này kia rồi đó. Ờ dạ, tức là nhưng là hài thì cười, hài thì cười mà dữ thì chửi. Dạ không, đúng không? Không đâu không chửi là không đâu. Thường tôi hát vậy dữ là mấy ngữ dữ 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 lắm mà. Dạ. Chứ thường cảm nhận của chị Hương khi mà xem vai cô Hồng Nga, cô diễn vai hơi ác xíu là cảm nhận như thế nào chị? Chị rất hay lắm. Hay dạ. Cô đóng hay lắm, ông Hiền cũng hay, ông Dữ cũng hay lắm. Dạ, có khi nào coi cô diễn cái mình khóc theo luôn không chị Hương? Có chứ. Rồi hôm nay là nghe có cô Hồng Nga xuất hiện cái là gọi điện thoại về giao lưu liền luôn đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ, rồi bây giờ chị có câu hỏi nào đặt ra không nè, hay là một cái lời nhắn gửi gì dành cho cô không? Nhắn gì cho chị, có gì nhắn cho cô Hồng Nga được yên và giọt sức khỏe. Dạ cảm ơn con, cảm ơn để hát để cho hát nhưng mà cho tụi con nghe. Dạ hát cho tụi con nghe. Dạ dễ thương quá.
Rồi rồi rồi, rồi bây giờ chị có mong muốn một ngày nào đó nghệ sĩ Hồng Nga có dịp về với Hậu Giang biểu diễn phục vụ cho mọi người, trong đó có chị luôn không? Dạ có, mà không biết cô Hồng Nga chừng nào đi xuống dưới đó là không biết. Không, bây giờ Đạt cũng đang tính nè, bữa nào là... Bởi vì nếu nói một mình cô tổ chức vậy thì mấy người đó cô đâu có làm nổi. Yeah. Phải có một cái ekip. Yeah. Mà để cô coi người nào có gì làm thì cô phải chỉ có bổn phận hát thôi. Yeah. Mà nếu chẳng may mà thí dụ thất lạc tiền bạc thì cô lại phải bỏ tiền ra. Yeah. Tội nghiệp cho cô. Yeah, thì chỗ đó cho nên nó để cân nhắc xong cô sẽ xuống Hậu Giang hát, AK Hậu Giang hát. Dạ, wow, quá tuyệt vời đúng không chị Hương? Cần Thơ là khán giả của cô nhiều lắm ạ. Ồ, dạ, đấy, cho nên là thôi mong một cái dịp nào đó mà mình làm một cái hài, có nghĩa là làm một cái chương trình tổng hợp. Dạ, rồi đó gồm những cái, thí dụ như Duyên Kiếp. Dạ. Rồi Cải Lương, rồi có kịch, rồi có này cái nọ. Có Bolero, rồi có Nếu Có Yêu Tôi. Dễ thương quá. Làm cái đó là xuống dưới đó là ăn tiền à. Dạ, rồi. Dạ. Bây giờ thì mình cũng sẽ chờ đợi cái chương trình biểu diễn đặc biệt như thế này chị Hương ha. Dạ. Rồi ngày hôm nay nè, đó là câu chuyện mình chờ đợi ở tương lai. Còn hôm nay được kết nối trực tiếp cùng với cô Hồng Nga, chị Hương còn cái nội dung gì muốn được chia sẻ cùng với cô, hay là mình ấp ủ một cái phân đoạn, một cái vai diễn nào đó mình quá ấn tượng, ngày hôm nay mình muốn được cô biểu diễn trực tiếp lại, chị Hương cứ mạnh dạn yêu cầu nha. Mình có yêu cầu cô mà cô Hồng Nga có đúng mà mình cái lương tôi bằng đi quên mất cái tờ, quên cái tờ ấy mất tiền. Tấm cám á. Tấm cám hả? Cám. Dạ. À, bóng bóng băng băng, bóng bóng băng băng đó hả? Dạ dạ. Đức thầy thôi là nhớ rồi. Nhớ liền, nhớ liền. Dạ. Thì cái vai đó trời đất ơi, tôi giữ quá trời mà thương gì. Nhưng mà con thích á. Vậy mà thích đó, nó bởi là khổ vậy, nó có chút người vậy. Sao bà dữ quá, mà tôi khoái. Dạ, dễ thương. Nói chung là phải rạch ròi được là cái con người ở ngoài đời thật và con người trên sân khấu đó mới gắn nhau. Chứ đừng, dạ, có ghét vai diễn trên sân khấu nhưng mà đừng ghét người ngoài đời. Dạ, cái đó là tội nghiệp người nghệ sĩ lắm. Giống như là thư ký nè, thư ký ngồi ngoài kia còn nói kìa, hồi đó 4-5 tuổi em thích chị Thanh Ngân mà hả cô ăn hiếp Thanh Ngân quá cho nên làm ghét cô luôn. Đánh ta là khán giả cũng ghét nữa. Trời ơi, tôi đánh giả chứ tôi đâu dám đánh thiệt, đánh thiệt nó chết cửa tù sao. Dạ dễ thương quá. Rồi như vậy là chị Hương cũng đã hài lòng với tín hiệu kết nối ngày hôm nay rồi đúng không chị? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô Nga, chúc sức khỏe nha. Dạ, cả gia đình nha. Dạ. Dịp con nào chúc cô Nga mình mà dạ dạ sức khỏe nha cô. Rồi cảm ơn con nhiều. Dạ. Với anh Duy rồi. Dạ, chị nói dễ thương nhiều. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Thật ra thông qua cái điều chia sẻ của chị Thảo mới thấy là chị hiền lắm luôn cô. Chị cô Hương. Có nhiều chị Hương. Dạ, cô có nhiều sức khỏe để hát cho tụi con nghe nha. Dạ, tức là dạ hiền lành dễ thương mà yêu mến cô nữa. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá luôn á cô. Mới đây mà thời gian của mình đã gần hết rồi. Để dạ không có kịp để mà kết nối nhiều với mọi người nữa luôn á. Dạ. Thôi để dịp khác nữa. Dạ, đó là bây giờ là cô đã cảm thấy là bắt nhịp được rồi. Có một gì? Lần nào đó là mời cô quay trở lại. Dạ. Dạ. Rảnh là giúp cho không sao chứ. Mình gặp lại khán giả của mình mà. Dạ, với tụi con giờ mình không có hát được cho coi thì giờ nói. Dạ. Dạ, ngày hôm nay cũng hơi tiếc là nhiều vị thính giả trên fanpage của chương trình cũng muốn tương tác, cũng gửi đến cô nhiều lời nhắn lắm. Nhưng mà tụi con không kịp thời gian để đọc thôi thì hẹn lần sau. Dạ, lần sau nữa mình sẽ dành nhiều thời gian cho thính giả trên fanpage. Dạ, dành nhiều hơn. Rồi, bây giờ thì ở những phút cuối của chương trình rồi. Cô ơi, hay là bây giờ cô tặng câu nữa đi để mình chào kết chương trình luôn nè. Bây giờ ca nha cổ hay là gì cổ? Dạ, cô tùy cô chọn. Đúng đó rồi, bây giờ là cô chọn á. Không có ăn cơm cô theo quyết con định. Vậy chứ là mình lãnh ca cái gì? Dạ cổ cũng được đi cô. Cổ đi cho nó mang màu sắc đúng cô nhất. Cổ hả? Dạ. Cổ không có đờn thì cũng hơi khó lắm. Dạ. Hay là một phần trích đoạn nào đó. Dạ, một câu thôi cô. Dạ. Câu giống như bài Tân Cổ thôi. Thôi giờ ca cái bài Tình Mẹ đi, cái dạ. Ca câu dạ. Đó. Dạ. Một câu. Dạ. Mà cái này cũng hên xui nha, hên xui rồi nha. Hên xui đó. Tôi đã gặp một bà mẹ trẻ ru con bằng điệu nhạc loãng cuồng ở miền đất xa xôi, và tôi cũng đã mấy lần giữ cuộc tiền đưa những người bạn tôi ra sân bay đi đoàn tư. Hai điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ, bạn ơi, bạn sẽ là ai nếu không còn thương mẹ? Sẽ ra sao
khi xa lạ với ngôn ngữ quê hương bằng điều lý câu hò. Sẽ về đâu khi bến vắng đợi con đò, để khi lên khuôn bạn không hề trống vắng, một tình mẹ tuyệt vời từ những lời ru. Mẹ dạy vui buồn giận ghét giữa nhân gian, từ buổi sơ sinh cho tới lúc trưởng thành. Một ngọn nguồn đã khơi dậy từng câu, từng điệu hát đơn sơ mà mênh mông vàng trai. Con không biết nói sao. Cảm ơn cô rất là nhiều. Bữa nay là chắc là cái buổi thu thanh này đặc biệt lắm nè, phải không? Dạ. Chắc không có người nào làm giống tôi đâu. Trời ơi, mọi người xem rất nhiều, mọi người hưởng ứng rất nhiều. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn cô với những cảm xúc ngày hôm nay. Vui có, cười có, rồi nước mắt cũng có và nhiều điều. Nhưng tất cả quy chung lại là cái cảm xúc và sự thành tâm của một người nghệ sĩ đến đây để gặp gỡ những người khán giả yêu mến mình. Và con chỉ mong một điều thôi là cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha cô nha. Dạ. Rất tiếc là không được gặp khán giả của mình. Dạ. Chỉ nghe qua giọng nói thôi chứ không được gặp. Dạ. Hy vọng có một ngày nào đó Hồng Nga hát ở đâu đó quý vị cứ đến xem để cho tôi được gặp lại những người bạn đó nha. Dạ, dạ, rất tuyệt mắt. Vời. Dạ, một lần nữa Hà Hương, Hoàng Trí và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn quỹ thời gian cô đã dành cho Mekong FM buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc cô được nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lời ca tiếng hát của mình đến gần hơn đối với những khán thính giả. Cảm ơn hai con. Dạ. Còn bây giờ đây thì Hoàng Trí, Hà Hương cùng với nghệ sĩ Hồng Nga xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Trang Công Tiến, chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Hữu Nhân, dẫn chương trình Hà Hương, Hoàng Trí, kỹ thuật phòng thu Mai Lộc, Đức Tình. VOV Giao thông, Mekong FM 90 MHz.